Một cuốn sách đến từ tác giả Emma Hà My. Cuốn sách chứa đựng 10 câu chuyện kỳ bí, 10 câu chuyện tương ứng với 10 ngôi trường khác nhau với những hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Sĩ số vắng không, 10 câu chuyện tương ứng căn điểm 10 của lòng can đảm mà bạn phải trải qua từng câu chuyện.